Trời ơi 7 triệu 875 ngàn người đăng ký trước Có phay không ta Ok mình cũng gọi là cũng mới nghe nói thôi mà sao mà cũng thu hút người chơi dữ vậy Cái này nó là nhiều hơn cả thằng Tower Fantasy rồi Tower Fantasy là bao nhiêu Tower Fantasy hiện tại chỉ có Chỉ có 2 triệu 670 ngàn người à Ờ, cái đi. À, ờ, mà nó hết đã lên 7 triệu mấy gần 8 triệu người chơi ra, mình đều đăng ký trước hả có lý vậy ta hôm nay thì mình sẽ giới thiệu mọi người một cái game gọi là game nó hết game gọi là sắp ca mắt vào ngày 28 tháng 7 cái game này tại sao giới thiệu tại vì cái game này nó có lấy chơi tương đồng với lại gacha game nói chung là những em mà chơi gacha sẽ hứng thú với tựa game này thôi nhưng mà nó nó là thiên hướng về online hơn ha tức là gacha sim thì mỗi người chỉ một cái thế giới ở trong đó tự sướng còn game này là mình chơi chung với nhau đi có một thế giới và nhiều người đăng nhập cùng một thế giới đó nó giống như game online hồi xưa cho làm trình kỳ kiếm thế rồi đó nè à. để mua cho anh em coi cái gia đầu hả mình thấy cái game này cũng khá là thích luôn á à, nói chung đối với một game điện thoại lâu rồi mình cũng muốn chơi một chút xíu về game online tức là mình có sự tương tác đi đi chung với người khác đánh quái thậm chí bb các kiểu đó không biết là game này hình như game này có bb rồi bây giờ mình sẽ demo mở lên cho mọi người coi cái game này đang sao ha, quả nó làm sao. Đây, cái game này thì nó nó là game điện thoại nha, nó là game gọi là nhiều platform tức là PC chơi cũng được, điện thoại Android cũng được, mà iOS chơi cũng được. Nó hơi khác Genshin Impact chứ cái là tức là nó giống game online hơn, tức là nhiều người chơi chung một cái map, mình đi vô, cái mình đi đánh boss chung, bật ti, rồi nói chuyện, trò chuyện trong đây luôn. Còn Genshin thì nó chỉ một thế giới thôi. lâu lắm rồi mình không có được chơi một game online nào nào ra cả, mà game này nó hay. 28 tháng 7 hôm nay là 23 còn 5 ngày nữa ra có thể là mình sẽ vô tham quan thử ha nè coi nó đánh nè à cơm bát mượt cái dưới chỗ ừ thôi cơm bát rất là mượt và có vẻ như nó chỉ điều khiển một nhân vật thôi nó không có điều khiển nhiều nhân vật Ờ. À. vậy nó gacha sao ta game này hình như game này là gacha game này không biết có cơ chế gacha mình nghĩ là có ok hiện tại thì mình cũng chưa có nghiên cứu gì nhiều đâu mình mới thấy cái trailer mình nói luôn tới à, tới tới còn năm ngày nữa ra mình sẽ chơi chung chút mình sẽ để cái link ở dưới nha anh em là hứng thú thì nhấp vô cái link của nó ha mình có thể chơi song song với game xin được Genshin xin vô đầu phiên bản mình làm nhiệm vụ nhiều chứ mà cuối phiên bản thì mình ít việc làm tuổi thác xong mình ra cho mấy game này cũng được thêm một cái trải nghiệm sắp tới ngày ra trước này 28 tháng 7 rồi chắc qua tháng 8 mà tới sau fancy C nó có mấy dòng nhân vật này sẽ kiếm hả à. cái con này sẽ giáo à. cung với súng Ủa, cái này nó có bb không ta để thử coi à game này game này có bbb mọi người ơi có BB nha rồi cái này là um, game này có bb hai cọt đó nói chung mấy bạn nào thích bve gọi là chơi anime hay là chỉ đơn thuần gacha có lẽ là không phù hợp lắm đâu bởi vì nếu mà phải chơi cạnh tranh với người khác mà mình không quen cái cơ chế gọi là mình không có trai hát được á thì bị người ta giết ức chế lắm anh em nào mà không có hồi đó giờ không quen bbb thì thôi cứ ở ngay xin bắt chơi bình thường không có biết bb mà vô mấy game này bảo đảm ức chế luôn khó chịu bị nào quýnh thua mới không lại tức lắm không có lý được ờ Đây nè giáo được chứ cũng là cũng này nọ đó nha một game điện thoại như thế này là cũng khó kiếm lắm đó hàng chi đông người đăng ký trước giữ ha coi lại coi mấy ngày giờ bao giờ ra mắt anh này thao fantasy hai triệu sáu Ông này 7 triệu. Bây vô 8 ngày 28 tháng 7 nha. Rồi cái link ở dưới uh, mô tả, mình Chúc cái link của cái video này nè. Anh em nào mà hứng qua uh, quan tâm thì tới đó vô, mình sẽ làm một cái cơớp. Mấy ngày đó thì mình sẽ stream uh, mình sẽ stream, nếu mà game mới ra mình sẽ chơi chơi, chơi từ level 1. Stream ở Twitch TV ha. Còn tháng 7